Cuộc đời là những khúc cua, mà cua không kịp thì ta thua cuộc đời. Chúng ta sẽ cùng xem tình huống sau đây. Rồi. Rồi, một phát, gọi là phát này đúng là cua không kịp, ta thua luôn cuộc đời đây các bạn. Rồi. Rất may là cũng chỉ gọi là làm một phát vào cái rìa gọi là ấy thôi. Vẫn xong. Ui. Ui. Hai bát xe này sau lại định đú ra. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một cái tình huống nữa. Một anh xe đen đang ở bên góc bên tay phải. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem tình huống này nó sẽ như thế nào đây. Hình như là đang chen sang rồi. Xem nào. Ấy rồi. Ui. Ôi. Từ. Hỏng rồi. Cái này hỏng thật rồi. Ừ, ôi. Hôn nhau phát này hôn thắm chết cái kia. Ui ôi. Mồi chạm mồi thắm chết cái kia bây giờ. Phát này thì xem mũi là ai đền ai anh nha nhỉ. Tình huống này thì ai đền ai bây giờ nhỉ. Nói chung là về tự giải quyết với nhau thôi. Chứ còn đền với bù gì đây bây giờ nữa. Nhỉ. Ôi. Nát hết cái kia rồi. Nào. Gì đây? Ui giời. Một anh Honda rồi. Kona. Hyundai Kona. Hyundai Kona. Rồi. Bác nhập đường giống hết nhập quan thế này thì chết rồi. Không hiểu là suy nghĩ cái gì mà lại suy nghĩ kiểu gì mà lại nhập làn kiểu này. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một cái tình huống nữa. Tình làm gì đây? Này tạo hiện trường giả này tạo hiện trường giả này để đến bù à. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái tình huống làm gì đây? Một chiếc xe màu cam đang lùi ra từ một cái chỗ đỗ ở kia. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi cái tình huống này. Nó khá là gây cấn anh em ạ. Đấy. Cần đâu thế nhỉ? Lùi mãi không lùi được xe thế này. À rồi. Vâng. Xin chúc mừng anh đã quay vào ô gọi là mất xe rồi. Rồi, thế này gặp ngay chủ xe rồi. Ui, phát này nghe chừng có vẻ đau đớn đấy, đau nhức gì anh em nhỉ. Chủ xe gõ xe này thì người này thế nào nhé. Cày, đau đây. Gãy đầu gãy tay rồi. Không biết là bắt đèn như nào. Ôi, một ông chú này chắc là phải 70-80 rồi chứ đây nhỉ. Đầu tóc bạc hết đi kia rồi. Ôi không lái được xe nữa thì ui này làm phân nữa vào cái xe đằng sau nữa thì này ngon. Ôi bác ơi, lớn tuổi rồi thì để cho con cháu nó đưa đi chứ gì. Ui tôi nghe mà tôi vừa xem mà thực sự là khó đỡ được. Cái này hỏng hết rồi. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái tình huống vào ban đêm ạ. Ui, nghe nó cứ dần dần anh em ạ. Ui, bác này đang vượt. Ôi, đêm hôm đi xong rồi vượt ghê vượt gớm để bác tài. Này, ôi.
tí nữa thì xuống rãnh rồi. Ôi, phát đấy. Từ từ là tôi đang ai. Rồi, thấp thoáng bóng anh nhà vai rồi. Ê, cái gì đây, cái gì đây? Đi thua chị rồi. À, tưởng ra phát này là không đánh mà khai luôn. Đúng là đẳng cấp của ninja là. Nào, tiếp theo. Đi đây. Sao này đấu xe kiểu này nhỉ? Sao này cái mông hơn mông cái này. Ôi là. Con này thì hơi cay và cũng hơi cú nhưng mà không làm gì được. Đố xe kiểu này thì thông minh tới mức độ này sống không lâu rồi. Đúng là thua luôn. Ok, tiếp theo. Ui giời, đây là mấy cái thằng gọi là mấy thằng lái xe đây. Đấy, bảo nó là mấy thằng lái xe thì chúng nó lại quay ra chúng nó cứ là bảo là nó kia. Thế nhưng mà đây đúng thực sự là mấy thằng lái xe nó chạy thế này thì cũng là hết chỗ để nói rồi. 29H77204 này. Nhìn nó xa quá, nhìn nó không rõ anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái con cố nhỏ. Một cô bé đang đạp xe lượn vòng rất là vui. Đấy. Cùng theo dõi tình huống này xem nó như thế nào. Rồi. Cổ mà sang đường nhé, mấy anh em đi ra đường dương cái mắt lên mà nhìn chứ. Rồi tiến lên đường luôn bây giờ. Thay độ luôn đấy, chán chê không bật xi nhan, bật xi nhan phát là xong lách sang luôn, nhưng lại còn tỏ vẻ thái độ thì thông minh tới mức độ này. Sống không lâu rồi. Toi sớm lắm. Nào, ôi này, ai ninja? Ê, lại là một ninja tạt đầu anh em ạ. Ê, xem nào. Nào, mày không biết chị là ai mà mày đi đấy. Mà chị là ninja mày hiểu không? Đấy. Đấy. Dám trêu ninja. Nhưng mà khúc này thì nó lại liên quan đến cả bác gọi là Kia phía sau này nữa rồi. Đấy, thế là hồn của mông của bác có camera hành trình này rồi. Nghĩ nó cũng cay. Đấy, phanh rúi rồi xong lại còn bị ông khác ông hôn của mông. Thế mới đau. Thế nhưng mà ông chuồn. Thế nhưng mà ông ấy chuồn mất rồi. Cay mà cú. Ok. Ôi, lại là ninja. Vâng, đẳng cấp của các ninja ở Việt Nam nó luôn luôn là một cái gì đấy mà khiến anh em tài xế ra đường luôn luôn phải khiếp sợ, khiếp vía vậy. Các chị em đào tạo chung một lò. Nào, tiếp theo. Đây là ở trong miền trong rồi. Nghe cái giọng là trong miền trong rồi. Ê là thấp thoáng bóng dáng ai đó lướt qua đây. Ê cùng xem nào.
dừng xe đây. Cái gì này? Ây giời, động tác giả nhanh thế. Dạ, chị không đi đâu. Ê, động tác giả của anh rất là nhanh anh em ạ. Ê, không biết là có vấn đề gì không? Ủa, rất là nhanh. Rất chuyên nghiệp. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái tình huống nữa. Ui ơi rồi. Ông này ông ấy đi kiểu gì đây anh em? Ông lái đò à? À, thì ông nghĩ là đường này là sân của nhà ông rồi mà ông chạy thế này à? Đấy, xong rồi chạy ra, xong va một cái là chạy như một con cún hết sức luôn. Đấy. Như một con cún hết sức. Nào, tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Ôi, ôi, ôi. Con này là cái gì đây? Ây à. Pho à, đâu tô ta đi nhỉ? Nào. Thế là chim cút rồi. Ê, mới đau. Cuối cùng là không làm gì được. Cày. Mọi người anh em này có vấn đề gì đây? Rồi, coi như là chín bỏ vào mồm. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một cái tình huống này. Đây là một cái con phố nào của Hà Nội nhỉ? Anh VinFast này dừng đèn đỏ kiểu này nhỉ? Học bằng lái ở đâu hay không anh? 30S 46989. Thua luôn. Nào, cùng xem tình huống sau đây. Đây rồi, lại đường là nhà bố mày đây rồi. Đây. Gặp đối thủ luôn rồi. 30S 21552. Này. Đấy, này được thêm cái bác gọi là xe gì đây, bán tải màu đỏ bên kia lại hợp tác thêm nữa. Lùi đi chứ còn gì nữa. Đường ra đường mà cứ gọi là noi nhoi bon chen, cứ nghĩ rằng là lên nên sẽ như nhanh hơn, nhưng mà bản chất thì nó lại chẳng lẽ nhanh hơn một tí nào cả. Nhục. Nhục. Ok. Gì đây? Hay à? Cái gì? Cái em vỗ đâu, cái em làm gì? Anh không đâm đường anh em đi. Anh không phải lùi nhá. Anh không phải lùi. Anh đứng đây cả ngày được ấy. Anh đứng đây cả ngày cho em được ấy. Ha? Này, em nhìn lại xem em đang đi ở làn nào nhá. Em thái độ thì em đập đầu xe. Xin lỗi thái độ đấy á. Anh không bao giờ anh nhường em đi nhá. Anh không phải dừng lại. Anh không đâm nhá. Em sai rồi, xin lỗi anh lùi lại tí ra. Em không lùi lại, anh lùi lại. Rồi, xin lỗi. Rồi. Đâu nữa là việc của anh. Em sai rồi, xin lỗi anh. Rất là lâu lắm. Nào. Ui giời. Con này gọi là đẳng cấp đây. Ui giời. Vì thông minh tới mức độ này sống không lâu. Tí đi nhập quan. Nào, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với đường quốc lộ 1A. Đoạn này như là quận Linh Bình hay là Thanh Hóa gì đây này anh em. Hay là Hà Nam này. Đấy. Ôi à, ông bán tải. Ôi. Mẹ cái thằng bán tải nó đi kiểu này bao giờ. Ôi, chết rồi. Không hiểu rồi là nó đi kiểu, nó suy nghĩ cái kiểu gì mà nó anh ngái quả đấy. Rất may cho bác công đoạn đấy là không có xe nào đối diện đi tới chứ không thì thôi. Toàn. Ây à.
thần thánh phương nào mà lại có một cái fan lại quán xe đi kiểu này được nhỉ? Ôi ôi, người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Nào, tiếp theo. Đây là đường láng, là đường láng của Hà Nội à. Ai à, ai à, cô gái cho, ai à, cô gái cho. Ôi à, hăng thế. Cái gì đây, không biết là cái gì đây à, đang tán tỉnh nhau à. Đèn xanh thì tán tỉnh cái gì nữa, đi đi. Sao nâu thế nhỉ. Hên hơn xui rồi. Nhưng mà lên phường, lên phường cái ngồi thì lại mặt này nhăn như đít vịt. Tiếp theo. Nhảy rồi. Nhảy. Đấy. Mày không biết là đường nhà ai mà mày không nhường cho tao đi. Thấy chưa? Kiểu đi xe cũng rất nhiều thằng tài xế đó. 78C 08778. Mày không nhường tao. Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.